Các bạn tò mò nha, nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mỏ nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn, đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu sư tử. Đầu tiên mình sẽ tô màu nâu. Mình sẽ tô màu xong rồi.
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tô màu nha các bạn. Trong vài sông niềm trời mình nghe về chia tiếng này. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh Loa Sư Tử. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Mình đã hoàn thành xong bức tranh con lớn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Vậy là mấy tô màu xong nhé các bạn. Các bạn thấy mấy tô màu đẹp hay cho em xin like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.